Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em về một bộ trồng đuôi chuột. Cái bộ trồng đuôi chuột này thì nó có nhiều số và nhiều kiểu khác nhau. Toàn những số thông dụng như 10, 12 này. Cây này là 10, 12 của hãng Super. Đầu ngắn, đầu dài. Cây này 13, 17 của hãng Top. Cây này 14 17 của MCC. Cây này cũng 14 17 của Top. Cây này 17 19. Cây này thì ở đầu nó dài cho anh em bắt ốc sâu được. Đó. Cái đầu vặn nó dài, anh em bắt ốc sâu vô tư 17 19. Cây này MCC 17 lùng. Đó, anh em dặn ốc ngoài 17 đảo chiều. Cây này thì là 19 chuyên bắt ốc sâu, ốc suốt. Đó, 19 hai đầu thì nó bắt ốc suốt, ốc dài. Đó, cây 13 17 cũng vậy, 13 17 cũng chuyên dùng đỡ bắt ốc dài. Cây này thì của Super luôn rồi. Cây này 17 cũng vậy. Super. Cái bộ này thì thông dụng cho anh em xe máy hoặc là bếp La Phong, trần nhà, xà gồ, đó, ô tô sửa chữa cũng rất tiện. Nó có đủ loại hết, từ đầu ngắn, đầu dài hoặc từ đầu suốt. Đó, một bộ như thế này bao gồm là 9 cây. Mình muốn giao lưu với anh em là 1,5 triệu bao ship 9 cây này. Anh em thợ sửa xe máy, ô tô hay bác La Phong, Sà Gồ thì rất thích hợp với bộ này. Tại vì nó toàn bộ thông dụng 10, 12, 13, 14, 17, 19. Đó là đủ hết các ốc cho anh em rồi. Ở trong đó thông dụng nhất thì 14, 17 này, 17, 19 này. Đó thì anh em hay xài lắm. Thì một bộ như thế này thì anh em đủ xài cho các công việc hàng ngày. Đó, nhiều khi con ốc mừ anh em mở lúc mấy hay 12 này mở ốc trong sâu khó kiếm lắm. Một bộ như thế này thì 1,5 triệu bao ship 9 cây tiện lợi cho anh em. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.